Như tiêu đề của video mà các bạn đang thấy thì mỗi khi nhắc đến các loại virus máy tính, chúng ta thường nghĩ đến các đoạn mã được thiết kế ra để gây hại. Và chúng thường có một khả năng, đó chính là tự sao chép bản thân cũng như tự nâng cấp để lây truyền sang các máy tính khác, càng nhiều càng tốt. Đặc điểm chung của những loại mã độc này là chúng được thiết kế bởi những lập trình viên chuyên hoặc không chuyên. Những người nói chung là rất rảnh, họ muốn pha bẫy người khác, họ muốn trục lợi dựa trên những gì họ thu thập được, hoặc đơn giản họ chỉ muốn là xem sản phẩm của mình có sức công phá đến đâu. Với sự phát triển hàng ngày càng cao của hạ tầng Internet thì hàng năm chúng ta được chứng kiến hàng vạn chủng virus mới được ra đời, và chúng thường gây ra những vụ mất dữ liệu trên phạm vi toàn cầu, tiêu tốn của thế giới hàng tỷ đô la để khắc phục hậu quả, chưa kể đó là thời gian và công sức của những người liên quan. Ở ví dụ đầu tiên, bây giờ hãy thử tưởng tượng, bây giờ tháng 5 năm 1999, bạn chỉ là một người bình thường, bạn mở máy tính lên vào một ngày đẹp trời và bạn check mail, bạn thấy một cái mail từ một người quen nói rằng đây là một câu chuyện rất gấp cần được giải quyết và bạn click vào. Nội dung của cái mail nói rằng: đây, tài liệu của cậu đây, đọc đi và đừng để ai nhìn thấy. Ở dưới là một tập tin Word được đặt tên là danh sách. Và như một lẽ tự nhiên, bạn click vào đó để xem. Ngay lập tức, một đống trang web xxx được hiện ra, liên tục và liên tục, không tài nào tắt nổi. Bạn nhận ra điều gì đó sai sai, nhưng muộn rồi. 50 người đầu tiên trong danh sách liên lạc email của bạn nhận được một tin nhắn tương tự. Và xin chia buồn, bạn đã bị nhiễm virus Melissa. Melissa được phát tán thông qua phần mềm Microsoft Outlook dưới dạng một file văn bản trông có vẻ vô hại, nhưng thực tế đó là một dòng lệnh macro. Để hiểu đơn giản, macro sẽ là thứ giúp bạn edit văn bản trong Microsoft Word một cách rất nhanh, thay vì phải ngồi làm từng file một. Bạn có thể đặt một dòng lệnh để Microsoft Word tự động xử lý một loạt những hành động chỉ bằng một cú bấm chuột. Vấn đề ở đây là cơ chế hoạt động này đôi khi cho macro sức mạnh vô hạn đối với máy tính, và Melissa đã lợi dụng lỗ hổng này để lan truyền. Chỉ trong chưa đầy một tuần, hàng trăm ngàn máy tính đã bị nhiễm chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ. Điều may mắn là virus này chỉ như một trò đùa và nó không gây hại quá lớn cho cái hệ thống PC. Và chỉ trong một tuần sau đó thì các kỹ thuật viên cũng đã tìm ra cách để tiêu diệt hoàn toàn con virus này. Tuy nhiên thì trong thời gian hoạt động thì nó đã gây ra một cái sự chậm trễ rất lớn trong cái hệ thống email của công ty bên Mỹ, và thiệt hại nó gây ra ước tính lên đến 80 triệu đô. Kẻ viết ra virus này tên là David L. Smith thì cũng đã bị bắt sau vài ngày, và anh này đã phải chịu khoảng 20 tháng tù giam và nộp phạt 5.000 đô để khắc phục hậu quả. Và khi được hỏi là tại sao lại đặt tên virus là Melissa thì anh đã trả lời rằng là đây là tên của một cô gái làng chơi mà anh ta đã gặp ở Florida. Virus Melissa không gây hại nhiều lắm, nhưng nó đã chỉ ra một điều, đó chính là sự tò mò của con người là tác nhân lớn nhất để những điều độc hại có thể vươn xa. Bằng chứng là chỉ một năm sau đó, đó là thời điểm tháng 5 năm 2000, thì một virus mới tên là I Love You đã gây ra một cái sự lây truyền rất nhanh chóng chỉ trong 2 ngày. 45 triệu máy tính đã bị lây nhiễm và thiệt hại được tính lên tới khoảng 10 tỷ đô. Cũng dưới dạng một file text vô hại tên là một lá thư tình. Tuy nhiên thì sau khi được mở ra, con virus này sẽ tấn công vào file hệ thống, qua đó tìm kiếm các file tài liệu, ảnh, âm thanh và ghi đè lên bằng những bản copy của chính nó. Về cơ bản, một khi máy tính đã bị lây nhiễm thì các bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu nếu chưa tiến hành backup bao giờ. Chưa hết, nó còn tự động gửi mail cho tất cả những ai có trong list liên lạc của bạn để tiếp tục lây nhiễm. Khác hoàn toàn với virus Melissa, I Love You là một dạng worm, tức là một chương trình độc lập có thể tự hoạt động mà không cần vật chủ là Microsoft Word. Ở trường hợp của Melissa thì nếu bạn không có một file Microsoft Word hay là phần mềm đọc file tương tự thì ok, bạn sẽ chẳng làm sao cả. Nhưng kẻ viết ra virus I Love You thì cũng đã bị bắt sau một thời gian ngắn sau đó, và đó chính là hai lập trình viên không chuyên cư ngụ ở Philippines. Với những thiệt hại cực kỳ lớn mà chúng gây ra thì hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng là chúng sẽ bị tù mọt gông phải không ạ? Tuy nhiên mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Chúng được thả tự do chỉ sau 2 ngày. Lý do đó bởi vì hiểu thời điểm đó thì không có một bộ luật nào ở nước sở tại có thể đem ra để chống lại chúng cả. Và I Love You là thứ khiến người ta biết được là một worm có thể gây hại đến mức nào. Và bằng chứng tiếp theo là vào tháng 1 năm 2003, mạng Internet toàn cầu bỗng nhiên sập. Ở Hàn Quốc thì người ta không thể lên mạng cũng như là đọc báo được. Hay ở Bồ Đào Nha thì họ cũng không thể bọc book vé máy bay được, và cũng không thể nào mà đi rút tiền ở các cây ATM được, vì đơn giản là mạng đã sập. Và kể cả những thiết bị vẫn còn được kết nối Internet ở thời điểm đó thì có một kết nối rất là chậm, kể cả với tiêu chuẩn của năm 2003. Đó là virus Lemur, nó chỉ tấn công vào các máy chủ, đặc biệt là các máy chủ sử dụng phần mềm Microsoft SQL. Nó tận dụng một lỗ hổng trong phần mềm để gửi một đoạn mã trông có vẻ giống như một yêu cầu truy xuất dữ liệu bình thường, nhưng thực chất là một đoạn mã khiến cho server bị lỗi và gửi đi toàn những bản copy của chính con virus này. Lemur là con virus lây lan nhanh nhất khi nó lây nhiễm đến 75.000 máy chủ trên toàn thế giới chỉ trong vòng có khoảng 10 phút, khiến băng thông Internet bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tổng thiệt hại mà nó gây ra lên đến 1,2 tỷ đô la và kẻ đứng sau nó chưa bao giờ bắt. Điều đặc biệt đó chính là tất cả những thiệt hại trên đều có thể được tránh khỏi nếu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đã chịu cập nhật lên bản vá mới nhất được Microsoft cung cấp cách đó khoảng 6 tháng.
Trường hợp khác đó chính là Stormwarm. Đây cũng là một virus lây truyền qua email. Tuy nhiên, khác với tất cả các ví dụ ở trên thì nó lại không phá hủy dữ liệu cũng như đánh cắp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cả. Và một ngày đẹp trời, bạn mở mail ra và thấy một cái email với tiêu đề là 230 người thiệt mạng bởi một cơn bão ở châu Âu. Khi bạn click vào, bạn sẽ được dẫn đến một trang web và chính từ trang web này nó sẽ tải con virus xuống. Điều đặc biệt đó chính là không có một chuyện gì tiếp theo xảy ra cả, hoặc chí là không có gì xảy ra dưới con mắt của bạn. Stormwarm được thiết kế để hoạt động một cách bí ẩn nhất có thể nên rất khó để phát hiện và tiêu diệt. Bằng cách này, nó có thể sử dụng máy tính của bạn theo mọi cách mà nó muốn. Thực tế, nó kết nối những máy bị nhiễm lại với nhau tạo thành một mạng lưới botnet, và một mạng lưới botnet thì có thể làm được đủ trò. Từ đánh cắp mật khẩu ngân hàng, thông tin cá nhân hoặc tạo ra một cuộc tấn công có chủ đích vào một mục tiêu nào đó. Các công ty viết phần mềm diệt virus vốn biết Stormwarm ở đó nhưng không làm gì được, vì Stormwarm tự động thay đổi mã nguồn của nó định kỳ trong vòng 30 phút. Bằng chứng là từ đầu là một link bài báo về tin thiên tai ở châu Âu, lần sau xuất hiện nó lại dưới dạng một cái kết quả khác, và có khoảng 1,5 triệu máy tính trên toàn cầu đã bị nhiễm loại virus này. Tác giả của con virus này đáng ngạc nhiên lại chẳng làm hại ai cả, và anh ta chỉ đơn giản là ngồi đó và theo dõi cái sự lây lan mà thôi. Cuối cùng vào tháng 12 năm 2008 thì các lập trình viên của các phần mềm diệt virus cuối cùng đã tìm ra được cách để loại bỏ hoàn toàn con virus này. Và tất nhiên không một thiệt hại nào được ghi nhận, và người làm ra con virus này cũng chưa bao giờ bị bắt. Cái tên cuối cùng trong danh sách này có lẽ là cái tên gây tranh cãi rất nhiều trong những năm vừa qua, đó chính là virus WannaCry. Một khi bị nhiễm virus này, những người nạn nhân chỉ có thể phát khóc lên thôi, bởi vì họ không có cách nào để cứu số dữ liệu quý giá của mình ngoài cách nộp tiền. Điều đáng ngạc nhiên nữa đó chính là trong 230.000 người bị nhiễm phải virus WannaCry, chỉ có khoảng 130 người là sẵn sàng là trả tiền cho những kẻ đã viết ra con virus này. Nói về cơ chế hoạt động của virus WannaCry thì còn thú vị hơn nữa, bởi nó được cho là khai thác lỗ hổng Internet Blue, vốn được cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA lợi dụng để tấn công các máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows. Mặc dù một bản vá đã được phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2017 để loại bỏ tất cả các lỗ hổng này, nhưng sự chậm trễ trong việc cập nhật bảo mật vẫn khiến người dùng và các tổ chức dễ bị tấn công. Đó là những cái tên mà Nội Computer muốn truyền tải đến các bạn thông qua video clip lần này. Và có thể ngay bây giờ có rất nhiều bạn đang tự hỏi bản thân rằng là không biết rằng ngày mai sẽ có những mối hiểm họa nào, cũng như là những cái gì có thể đến và phá hủy đi chiếc máy tính yêu quý của mình, phải không ạ? Tuy nhiên, thay vì lo lắng thì hãy làm ngay những bước này. Đó chính là cập nhật bản vá hệ điều hành của mình lên phiên bản mới nhất, dừng việc vào các trang web lạ, và hãy cập nhật cho chiếc PC của mình những phần mềm diệt virus có chất lượng cao và có trả phí. Máy tính nói chung là những công cụ rất hữu dụng, tuy nhiên chúng chỉ là máy móc và chúng chỉ làm những gì mà chúng được bảo mà thôi. Khi bị lây nhiễm virus thì chúng thường gây ra những tác hại rất lớn, thế nên hãy hiểu bản chất của điều này và đừng trách chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này của Hà Nội Creator. Nếu các bạn thấy hay thì có thể bấm like, share và subscribe. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn biết phải làm gì rồi đấy. Tất nhiên thì các bạn có thể thêm những cái tên mới vào danh sách mà bọn mình vừa đưa ra. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.